quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 năm 2024, tàu hàng Nga 6 của Trung Quốc đã rời bề mặt mặt trăng, mang theo các mẫu vật thu thập được từ phần tối của hành tinh này. Đây là một thành tựu chưa từng có trong lịch sử khám phá mặt trăng của loài người. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, tàu lấy mẫu vật đã đi vào quỹ đạo được thiết lập sẵn quanh mặt trăng. Xin mời quý thính giả hãy lắng nghe về thành tựu khám phá vô cùng thú vị này ngay bây giờ quý vị nhé. Thưa quý vị, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc nêu rõ, tàu vũ trụ đã hoàn thành công việc lấy mẫu nhanh chóng. Các mẫu vật được cất giữ trong một thùng chứa bên trong tàu theo đúng kế hoạch. Trong quá trình lấy mẫu vật và đóng gói, các nhà nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng lấy mẫu trong phòng thí nghiệm mặt đất dựa trên dữ liệu được gửi về từ vệ tinh Thước Kiều 2, Quy Giao 2, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc ra quyết định và vận hành ở mọi khâu. Tàu sử dụng hai phương pháp lấy mẫu vật mặt trăng, bao gồm sử dụng máy khoan để lấy mẫu bề mặt dưới và lấy mẫu trên bề mặt bằng cánh tay robot. Tàu tự động thu thập các mẫu vật ở các địa điểm khác nhau. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm, các thiết bị hỗ trợ tàu lấy mẫu như camera hạ cánh, camera toàn cảnh, máy dò cấu trúc đất mặt trăng và máy phân tích khoáng chất mặt trăng đều hoạt động tốt và thực hiện các hoạt động khoa học theo kế hoạch. Cụ thể, máy dò cấu trúc đất mặt trăng đã phân tích và đánh giá cấu trúc đất ngầm ở khu vực lấy mẫu, cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc khoan lấy mẫu. Tàu hàng Nga 6 bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ, một tàu lấy mẫu vật và một tàu trở lại. Tàu được phóng vào không gian ngày 3 tháng 5 vừa qua. Không giống như việc cất cánh trên trái đất, tàu lấy mẫu vật không thể dựa vào một hệ thống tháp phóng. Do đó, tàu đổ bộ đóng vai trò như một bệ phóng tạm thời. Tổ hợp tàu đổ bộ lấy mẫu vật đã chạm xuống khu vực hạ cánh được chỉ định tại vùng Icon, cực nam của mặt trăng Icon, SPA, vào ngày 2 tháng 6. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thăm dò mặt trăng có người thu thập được mẫu vật tại khu vực hiếm khi được khám phá này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật nếu có bất kỳ thông tin nào mới liên quan về thành tựu khám phá quan trọng này. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!